Chào mọi người, bây giờ tụi mình vẫn đang còn ở trong vườn mọi người ơi. Nãy giờ hái quá trời luôn, cũng ăn cũng quá trời luôn mọi người. Giờ sẽ hái những cái trái ưu tú cuối cùng nữa rồi mình sẽ lên đường mình về. Và mình sẽ làm sinh tố mọi người. Thấy đã không? Hay nguyên chùm này. Mình cân lên coi là bữa nay mình hái được bao nhiêu nha mọi người. Để hái thêm trái nữa, hai trái. Ngọt quá, ngọt quá trời ngọt luôn. Cây này nè, cây này lùn lùn mà quá trời trái luôn nè. Về rồi nhưng mà đi qua mấy cây này thấy trái nào mà nó bự lại tiếp tục dừng lại để hái tiếp mọi người, kiểu vậy đó. Ngọt, ngọt dạ man. Bitter sweet. Bây giờ mình sẽ tính tiền và mình đi về nha mọi người. How many pounds are babe? How many pounds? Two and a half. Thì từng đó là mình nãy giờ mình hái được gần 1,5 kg mọi người. Là người ta tính cho mình là hơn 3 đồng. Đây mọi người ơi, vịt quất của tụi mình đã hái về đây rồi nè. Và mình đã rửa sạch rồi. Giờ thì mình sẽ làm một món rất là đặc biệt, ông Hút sẽ làm và cho mọi người cùng thưởng thức với tụi mình. Đó. Đây là những cái nguyên liệu mà mình cần có này. Vịt quất tươi ngon. Ở đây là mật ong này. Mật ong thì mình mua loại này. Thực ra là ông Hút mua chứ không phải là mình. Ở đây là banana, chuối. Bên này là kem sữa này mọi người, half and half, có nghĩa là một nửa là kem và một nửa là sữa. Đó, cái này là rất là đặc và béo luôn mọi người. Còn bên này á, là hạt hạnh nhân và hạt yến mạch. Nó là một dạng kiểu như là ngũ cốc vậy đó. Bên này á, là xay mà người ta đã đông lạnh rồi. Thì ông Hút sẽ làm cho mọi người cùng coi nha. Ok babe. Thì mình sẽ lấy cái xay này này, mình sẽ làm cho nó nhỏ ra để mà khi mà mình bỏ vào trong máy sinh tố thì nó sẽ nhuyễn ra mọi người, nó dễ dàng hơn, nó không có làm hư máy. Thực ra cái xay mà mình sau khi mình làm á, nó sẽ ra cái hình thù như này này đó, một tô như vậy luôn. Đây là cái hỗn hợp mà mình khi mà mình đánh sinh tố lên rồi nè. Rồi xong mình rắc cái hạt ngũ cốc lên, rồi xong mình rắc vịt quất lên mọi người. Đây, bên trong của nó này, đông lạnh này. Nha mọi người. Rồi mình cắt chuối ra thành khúc. Mình cho xay vào, mình xay luôn nha mọi người. Alright. Try the blender out for the first time. Tụi mình mới mua cái máy này mọi người. Máy xay sinh tố này này. Nó có cái màn hình ở trên này này. You ready? Yep. So noisy. Ồn ào quá. Cái này siêu ồn ào luôn. That's craziness. Rồi mình sẽ cho half and half in there. Half and half vào. Then I'm just gonna pulse it. So.
Máy này thì nhìn nó xay rất là nhuyễn, nhưng mà cái tiếng nó ồn quá mọi người ơi, siêu ồn luôn, ồn hơn cái máy cũ mà mình dùng. Kiểm tra coi. Trời, cái mùi việt quất quyện với lại mùi mùi chuối mọi người, nó rất là hợp, cái mùi nó rất hợp luôn mà thơm lắm. Mình cho ra tô. That's not good, babe. Why? I don't know. This blender is maybe too good. It turned it into a liquid. You know? Anh nói á, cái máy này á nó nhuyễn quá, nó tốt quá cho nên là nó quá nhuyễn, hiểu không? Xong làm cho cái này này nó lỏng đi. Now we'll just put a little bit of vanilla on top. Mình cho ngũ cốc lên trên này. Now. Cho việt quất lên trên. Sau rồi mình sẽ cho vài lát chuối lên trên nữa. Mình sẽ cho mật ong nha mọi người. Phủ lên trên. That's it. You can dig in. Okay, just wait me a little bit. Rồi, như vậy là mình đã xong cái món này rồi. Người ta gọi món này là table. Đây, đây mọi người. Đó, có giống không? Có giống hình minh họa không? Hình minh họa là như thế này này. Và tụi mình làm thì như thế này. Nếu mà mình có mâm xôi á, thì mình có thể bỏ thêm vài trái mâm xôi cho nó đẹp cũng được. Nhưng mà hôm nay mình không có mâm xôi. Và ở bên này á, cái trắng trắng là có một ít dừa khô, à không, dừa tươi. Ta bỏ lên, phủ lên trên. Thì tụi mình không có. Nhưng mà nhìn chung là cũng ok la rồi ha. Wow. Rồi, ăn thôi mọi người ơi. Rồi, mình ăn nha mọi người. Nó hơi lỏng mọi người, thực ra nó phải hơi hơi đặc kìa. Đặc nó mới đúng kiểu của nó. Có cái vị chua chua, ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm, ngon. Cái món này á là người Mỹ người ta ăn vào buổi sáng, còn tụi mình thì ăn vào buổi tối mọi người. Bây giờ tối rồi, món này là dành cho bữa ăn sáng á. Trong này có hạt ngũ cốc á, rất là tốt cho sức khỏe và nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng, tràn đầy năng lượng. Cho thêm việt quất vào. Đấy, mình còn có chờ việt quất này. Thích ăn bao nhiêu bỏ vào bấy nhiêu. How was that? It's alright. I can make better. Chồng mình đã nói anh có thể làm ngon hơn như thế này nữa. Hôm nay làm thấy không muốn được ngon. Xong rồi anh đổ lỗi cho cái blender, cái máy xay sinh tố là nó quá tốt. I'm gonna freeze some of the blueberries. Anh nói là để đông lạnh. Đã lạnh cái này cho lên ngăn đông, không là nó hư á. Tại vì tụi mình ăn không hết nhiều á. Anh đổ lỗi cho cái máy xay sinh tố là nó quá good, quá tốt đi, nên là nó blend rất rất là nhuyễn. The fresh blueberries are
I never use fresh blueberries. They've always been frozen. Uh-huh. So normally it's a like an ice bowl, you know. But that's like a smoothie with crunchy stuff in it and fruit. Ah, next time, I'll freeze some of them. Mình mới mua cái máy này được mấy ngày á, nhưng mà bây giờ mới dùng. Cái này nó xay xay kiểu như là sinh tố rồi á, thì nó sẽ ngon hơn. Nó nhuyễn, nhuyễn lắm. Giờ là 10 giờ 21 phút tối rồi mọi người. À, hồi chiều mình mới kiểm tra mail thì thấy cái này mọi người. Cái này gọi là cái vote của tiểu bang mình nữa. Thì mỗi một công dân Mỹ thì người ta sẽ gửi về cái phiếu này cho từng người. À, để vote, để bầu cử. Thì ở bên Mỹ này là vậy, cái gì người ta cũng gửi về hộp thư, hộp mail hết mọi người. Thư của nhà. Ở trong này á, thì sẽ có những cái thông tin mà người ta muốn mình bầu cử. Như là ở trong này thì mình thấy người ta có muốn là muốn cái này là chỉ là trong cái khu vực viện bang thôi mọi người ơi. Hay là này có hai phần, đó là người ta muốn là tăng thuế trong năm 2020. Đó, nếu mà mình đồng ý á, thì mình say yes, còn không á, thì mình say no. Nhưng mà mình nghĩ hầu hết là ai cũng sẽ say no, tại vì không có ai muốn tăng thuế hết. À, hiện tại thì thuế cũng đã cao rồi, thuế tiểu bang cũng đang là cao rồi. Và ở trong này có bầu cử cho những người mà có chức vụ á, đó thì ở đây có, người ta sẽ cho danh sách 5-6 người gì đó, đôi 4-6-7, ở đây 7 người, dưới này 3 người, có mấy vị trí luôn mọi người, thì trước khi 4 vị trí luôn. Trước khi mà mình muốn bầu cử cho những người này á, mình phải xem tên của người ta xong mình tìm hiểu về cái người đó. Từ khi mà mình biết cái người đó rồi á, thì thôi. Còn chưa biết á, mà mình muốn bầu cử á, thì mình phải xem lên mạng, xem thông tin người đó là ai, rồi trước đây từng có những cái hoạt động gì, có xứng đáng để mà mình bầu cử hay không. Đó thì người ta, khi mà mình bầu cử rồi, mình sẽ ký tên vào và cho lại cái giấy này, bỏ lại trong cái thư này và mình để lại trong cái mail, sẽ có người đến lấy. Và đây được gọi là một phiếu bầu cử. Đó, thì bầu cử bên Mỹ là vậy đó mọi người. Đó, thì hồi chiều mình thấy cái mail này nè, rồi xong mình muốn giới thiệu qua cho mọi người biết sơ sơ qua vậy thôi. Bây giờ thì cũng khuya muộn rồi, mình sẽ đánh răng rửa mặt và bắt đầu đi ngủ, kết thúc một ngày. Đó. Cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay của mình. Thì ngày hôm nay thì mình kết thúc cái ngày mà mình đi hái Việt Quất và đem Việt Quất về để làm cái món mà một món mới do ông Quốc ổng mới làm. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha mọi người. Xin chào.